12. Xin chào, tôi muốn tìm cô ngủ ở phòng nhân sự. Cô ơi cô đang nói chuyện với thiên thần hả? Thiên thần, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi tên Tống Thiên Tòng. Chào cô. Chào cô, tôi tên là Hà Na. Chào cô, Hà Na. Nó tên là gì vậy? Nó tên Đạo Sinh. Đạo Sinh, cái tên nghe dễ thương quá. Chó dẫn đường tiên sinh đó. Thực ra tôi chính là chó dẫn đường, làm trợ lý. Đi theo người đó là sao xẹt cũng được, là siêu sao cũng được. Mình cũng phải đứng đằng sau lưng họ, cách thêm vài tức hỗ trợ họ, cũng giống như Đạo Sinh đứng sau lưng cô vậy đó. Anh nói lúc trước anh chơi điện kinh, và bây giờ anh làm nghề gì vậy? Bây giờ tôi không có gì làm cho nên có thêm rất nhiều thời gian. Không sao, những lúc này coi như bồi dưỡng thêm, nghỉ ngơi luôn đi. À phải rồi, anh có vợ chưa vậy? Nhưng má tôi kêu tôi mau chóng đi tìm phụ nữ đó. Thực ra nam nữ cũng không sao, cũng vậy thôi, quan trọng nhất là hợp ý. Đừng bước tới nữa, nếu không tôi sẽ thật sự mạnh tay đó. Tôi cần anh lắm. Đừng ép tôi, đừng ép tôi, tôi sẽ đánh anh thật đó. Đại ca, đừng có ép tôi nữa, tôi không muốn làm anh tổn thương. Rất nhiều người kính thị đều rất cần anh. Tôi không muốn làm anh tổn thương. Cho dù là tốc độ, với tính cách, với lại trạng thái của anh, rất thích hợp làm người dẫn đường cho vận động viên khiếm thị. Còn nữa, bạn gái lúc nãy bạn nói, nếu cổ thích chạy thì kêu cổ tới luôn đi. Cổ không phải là bạn gái của tôi chưa có bạn gái, tìm được bạn gái mới nói đi. Không phải, không phải, thật tình, không phải như vậy, tôi không có bạn gái, thật tình không có mà. Chết bún mắt, sao gọi điện vậy? Tôi chụp được sao, anh nhìn thấy sao? Tôi xử lý không xong máy photo, nó cứ kêu như vậy mãi à. Rõ ràng không có giấy, nhưng cũng không ra giấy. Anh nói trong hình tam giác có dấu chấm than gì chứ? Chính giữa hình tam giác có dấu chấm than, tức là... Phải đó, tức là cái gì? Kế thừa đại thúc. Tức là lát nữa gọi lại cho cô sau. Mau lắm, chờ điện thoại của tôi đi. Anh Cam, anh tìm tôi sao? Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi rồi sao? Trong hình tam giác có dấu chấm than, tức là cái gì? Hả? Không phải, tức là ở mấy photo đó, nó cứ kêu hoài. Lại không phải là không có giấy, nhưng mà không in ra giấy. Anh Cam, anh tự mình photo sao? Theo anh bấy lâu, chưa bao giờ thấy anh tự photo. Có phải anh gặp khó khăn tìm việc khác làm không? Công việc của anh luôn cả thư ký cũng không có sao? Không phải, không phải. Trong hình tam giác có dấu chấm than, tức là cái gì? Tức là cái gì? Hả? Tôi biết rồi, tôi biết. Giữa hình tam giác có dấu chấm than tương đương với một điều, đó là cảnh báo. Nhưng... Tức là nó cảnh báo cái gì chứ? Vậy tôi phải làm sao? Nè, tôi đã hỏi chuyên viên chuyên photo rồi. Họ nói là cô cứ tắt máy đi, sau đó mở máy lại, vậy là được rồi. Hả? Để tôi tìm thử cái nút đã. Có giấy ra rồi. Cái thư đại thúc thì ra nó đơn giản vô cùng. Tắt máy đi, mở lại là được rồi. Cuối cùng cũng ra rồi phải không? Chú ít bốn mắt, cô làm được việc rồi, cô làm được rồi. Cuối cùng cô cũng làm được rồi. Cái thư đại thúc, anh làm được việc thì đúng hơn. Không phải tôi làm được việc, là người kia làm được việc thôi. Thôi không nói nữa, chuyên viên mấy photo đó lại gọi tới. Để người ta nghe được đang nói chuyện điện thoại thì không hay. Tưởng đâu cô không chuyên nghiệp, cố gắng làm đi. Bye bye. Alo. Alo anh Cam hả? Hay là tôi qua làm thư ký của anh nha? Cần gì chứ, hình tam giác và dấu chấm than đó đã biến mất rồi. Không được, lỡ lần sau có hình tam giác dấu chấm hỏi thì sao chứ? Nè, tôi qua làm thư ký cho anh, tôi không làm công ty này nữa. Làm một hồi là nửa tiếng rồi. Cứ tiếp tục làm như vậy, tức là sắp tan sở đó. Được, được. Anh Cam, công việc đó của anh là gì vậy? Chưa tới 4 giờ anh đã tan sở rồi. Lúc trước anh đi làm không muốn tan sở mà. Nè không nói nữa, tôi lên trên gục cái đã. Anh ngủ gục sao? Lúc trước anh không bao giờ ngủ gục mà. Bye bye, bye bye. Anh Thành, Jason, họp đi. Sao không tăng sở đi Thiên Tòng? Có phải chị Liên không? Cô không giống như họ. Họ đi làm tăng sở không có giờ giấc đâu. Cô cứ đúng 5 giờ là về được rồi. Đừng để chú Bạch lợi dụng biết chưa? Em biết rồi. Em gọi điện xong sẽ đi ngay. Chị Liên, bye được bye rồi, nha. Bye bye. Bye bye. Alo. Chết rồi, cái thư đại thúc. Sao hả chú ấy bốn mắt? Không lẽ trong hình tam giác có dấu chấm hỏi sao? Không phải. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi dự định tan sở. Liền nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cần phải thăm ông ngoại. Nhưng tôi lại quên mất nhờ anh chỉ tôi đường từ công ty đi thăm ông ngoại đi theo hướng nào. Cho nên tôi muốn hỏi anh có rảnh hay không. Rảnh. Được rồi, tan sở thôi. Chúng ta đi thăm ông ngoại đi.
Đạo sinh, đạo sinh sao không nhúc nhích vậy? Đạo sinh, kế thừa đại thúc, hình như đạo sinh không nhúc nhích rồi. Không nhúc nhích, có phải ngủ ngon quá không? Tôi không nói với anh nữa, tôi coi nó bị sao cái đã. Đạo sinh, có sao không? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Có ai không? Có ai không? Chết rồi, tính sao đây chứ? Đạo sinh. Alo. Sao hả? Đạo sinh sao rồi? Tôi không biết nữa. Hình như nó vẫn không cử động. Tôi lại không nhìn thấy. Tôi không biết bây giờ nó sao nữa. Bây giờ công ty không có ai. Tôi ra ngoài rồi. Tóm lại cô đừng sợ, đừng đi đâu. Cứ nói chờ tôi đi. Tôi không chờ thang máy, tôi đi thang bộ. Nói chuyện một hồi là tới ngay. Cũng may bây giờ không bị cúp điện. Hai ngón chân của tôi không bị bắt chéo nữa. Đi bao nhiêu thang bộ cũng được. Ê, chuyên gia nói đi bao nhiêu tầng đi. Bác sĩ kiểm tra xong rồi phải không? Bác sĩ à, tại sao tự nhiên nó ngất xỉu vậy? Có lẽ nó đau tới ngất xỉu. Đau tới ngất xỉu? Đau cái gì? Lúc nãy tôi kiểm tra chân của nó hơi bị sưng một chút. Chân của tôi thì bị đau thôi. Chân của đạo sinh đi giỏi lắm mà. Phải đó, sáng nay khi đi làm nó đi còn rất là khỏe. Nó còn đi nhanh hơn tôi nữa mà. Có thể nó bị viêm cân mạc, nhưng mà vẫn phải chụp X-quang mới biết được. Anh để nó ở lại kiểm tra tổng quát đi. 3 ngày sau hãy tới ha. 3 ngày hả? Trời. Nó kêu kìa. Nó kêu tức là không vui. Nó không muốn ở đây, nó muốn về nhà. Nó làm gì vậy? Nó muốn ngồi dậy theo cô về nhà. Không được, không được. Làm bản thân bị tổn thương. Nè, ta nói cho người biết, hôm nay ta đã đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Tối nay luôn cả tắm ta cũng không tắm, trực tiếp lên giường ngủ ngay. Không có thời gian lo cho ngươi đâu. Cho nên á, ngươi cứ ở lại nơi đây nghỉ ngơi đi. Còn ta phải về nhà ngủ. Cả hai cùng thức dậy, ta sẽ quay lại đón ngươi ngay. Hả? Được không? Bạn chó dễ thương, chú ngoan nha, nghe lời đi. Có nghe bạn của chú nói không? Nếu không chú ít bốn mắt của chú, với lại Kim Hiền Trọng của chú sẽ bỏ mặc chú đó. Đến lúc đó chú không còn bạn nữa, để coi chú thế nào. Ngoan đi, không sao đâu. Biết chưa? Không sao đâu. Thưa đại thúc, tôi bỏ quên rồi. Không có, cô không bỏ quên đạo sinh. Cô chỉ để nó ở lại mà thôi, bởi vì nó phải nhập viện. Không phải, tôi đã bỏ quên. Không có, cô không có bỏ quên. Tôi có mà. Được, cô chờ một lát. Xong rồi. Anh bước qua bên này để làm cái gì? Tôi đứng bên trái của cô, cũng tức là chỗ bình thường của đạo sinh. Bởi vì cô đã quen bình thường có một vật ở bên trái mà. Bây giờ cả một khối đứng lù lù ở đây, cô sẽ không cảm thấy bị bỏ quên nữa. Bây giờ bên trái của tôi có thêm một vật, nhưng bên phải thiếu mất một cây. Lúc nãy tôi muốn nói cho anh biết, tôi bỏ quên cây gậy ở trong công ty rồi. Tôi không có gì. Nó chỉ nhập viện thôi, có phải bỏ quên nó thật đâu. Vậy cô muốn tôi tiếp tục đứng bên trái của cô, một đống lù lù, hay là đứng bên phải cô giả làm một cái cây? Đương nhiên là tiếp tục ở bên trái, giả làm một khối rồi. Ok, ok. Nhưng mà anh phải đứng trước tôi một chút. Ờ. Cây đó anh đưa tay trái cho tôi. À không phải, à, cánh tay phải cho tôi. Nè, giống như lúc nãy vậy đó. Giống như tối hôm đó vậy, tôi sẽ đi theo anh. Nhưng mà đừng có đi nhanh quá nha. Hả? À, đối thoại trong bóng tối. Phải đó. Tối hôm đó anh vịn vai tôi, bây giờ tôi vịn tay anh. Vậy bắt đầu nha. Hả? Nhưng mà như vậy, con người của tôi nóng tính lắm. Nếu tôi càng đi càng nhanh, cô nhớ phải cứ tôi đi chậm lại đó. Được rồi, tiến lên. Wow. Trước khi đạo sinh đi không có sủa đâu. Nè, sao anh đi đến y như người máy vậy, cứng đơ à? Anh dẫn đường tôi đi mà. Nếu đằng trước có gì anh nói tôi biết mà, có đúng không? Trừ phi anh phá tôi thôi. Nè, anh thoải mái một chút đi. Hay là anh nói cái gì đi. Tôi tên là Cam Ngôn Trọng. Năm nay tôi 18 tuổi. Không phải, tôi đứng trước mặt cô lại không nhìn thấy cô. Cô lại không lên tiếng thì đáng sợ lắm. Cái gì chứ, cô cúp điện đâu. Lý nào anh không nhìn thấy chứ. Trời có tắt đèn anh đâu, anh sợ cái gì. Tôi sợ nhất là cô lo cho bạn chó dễ thương của cô.
làm tổn thương bản thân cũng không biết thôi. Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Tối nay không được một người một chó hai đồ hộp, nó không được ăn rồi. Điên khùng thiệt, 1.200 một đêm đó. Nó ăn sung mặt sướng còn hơn tôi và cô nữa. Bây giờ nó thật sự ăn thịnh soạn rồi, ba món một canh cơm trắng mặt sức. Vậy cũng phải, phí linh tinh cũng gần 500 một đêm. Máy lạnh có lẽ cũng lạnh hơn, thức ăn có lẽ cũng ngon hơn. Có lẽ nó sẽ ăn sung mặt sướng hơn. Đương nhiên rồi, hay là cô suy nghĩ tối nay ăn món gì còn hay hơn. Tôi hả, thì cũng là một người một đồ hộp, canh ABC màu đỏ thôi. Nè, cô làm ơn đừng ăn mấy thứ màu đỏ đó nữa. Cô ăn đến toàn thân biến thành màu đỏ luôn rồi, đến lúc đó thật sự không biết phải tính sao nữa. Hả? Tôi không uống canh đồ hộp thì uống cái gì đây? Cô suy nghĩ đi, nghĩ ra được cái gì thì ăn cái đó. Tôi nghĩ ra rồi. Cái gì? Tôi muốn ăn lâu lắm rồi, lâu rồi không được ăn. Một mình tôi không thể ăn được. Tức là mắc quá hay là khó đặt chỗ vậy? Mắc hơn canh đồ hộp rất nhiều, lúc nào cũng đầy khách, không thể đặt được. Không thể đặt được thì trực tiếp tới đó, không chừng tối nay chưa đầy. Hy vọng là chưa đầy. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Nếu có nhà hàng nào đâu, chỉ là khu ẩm thực thôi. Thì chính là khu ẩm thực đó. Hả? Tới rồi sao? Hay thiệt nha, cái thời đại thúc, cuối cùng tôi cũng được tới khu ẩm thực rồi. Không phải chỗ này. Đằng sau, đi theo tôi. Khu ẩm thực, tức là cô nói muốn ăn rất lâu, lâu rồi không được ăn, với lại không thể ăn được, chính là khu ẩm thực này sao? Nhưng mà tại sao lại là khu ẩm thực này vậy? Lúc trước khi còn nhìn thấy đường, muốn ăn một bữa ăn nhanh thì tới đây ăn. Nghĩ không ra ăn món gì lại tới đây ăn. Cho dù lúc không muốn ăn gì cũng tới đây ăn, ăn đại cái gì đó. Còn bây giờ muốn ăn cũng không có được ăn. Tôi đang nghe. Anh không có hiểu đâu. Tôi không thấy còn chỗ hay không, cũng không nhìn thấy có món gì ăn. Cho dù có rất nhiều chỗ hay là mua đại món gì đó để ăn, tôi cũng không thể bưng đồ ăn về chỗ ngồi. Tay của tôi á, một là cầm cây gậy, hai là dắt đạo sinh, làm gì còn tay bưng thức ăn về chỗ ngồi chứ. Không thể ăn được, phiền phức vô cùng. Như con người là như vậy đó, càng không được ăn thì càng rất muốn ăn. Cô đừng có lo, bây giờ chúng ta ăn ngay. Nhưng mà hình như đông khách lắm á. Hình như chúng ta đi lâu lắm rồi vẫn chưa có chỗ. Cũng hơi đông vậy thôi. Bây giờ tôi tìm. Ý, có chỗ rồi, đằng kia có người, tới ngồi trước đi. Đấu với tôi hả? Cái gì chứ, tôi chạy điền kinh đó. Chuyện gì vậy, sao xoay một vòng vậy? Không sao không sao, chúng ta có bạn rồi, qua đây ngồi đi. Ở đây có ghế nè, đây nè, ngồi xuống trước đi. Lát nữa tôi ngồi ở đây, tức là chỗ đối diện cô đó. Sau đó tôi sẽ để con này ở đây, thiên thần này sẽ dành chỗ cho tôi trước. Đây. Nè, vậy thì anh mau đi lấy thức ăn đi. Anh chọn giùm tôi được rồi, chọn đại được không rồi. Không được, không thể tùy tiện qua loa mua đại thức ăn được. Tóm lại cô cứ từ từ suy nghĩ, muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Nè, tôi đi coi giùm cô, sau đó gọi cho cô, nói cho cô biết có món gì ăn. Cũng được, tôi có nhiều món muốn ăn lắm. Ừ, cũng được. Nè nè, mì kéo cô muốn ăn đồn dương, hát dương hay là xích dương? Tức là cái gì vậy? Hay là thôi thì không ăn món Nhật vậy, chúng ta ăn món Hàn Quốc chịu không? Để tôi qua chỗ món Hàn Quốc coi có gì hay không. Hay lắm hay lắm, món Hàn Quốc ngon lắm. Anh coi giùm tôi coi có kim chi tàu hũ bún tàu hầm không. Bánh nước kim chi với lại kim chi tàu bánh tổ, tôi muốn ăn lắm, anh coi giùm tôi. Với lại coi giùm cô có nước ngọt kim chi với lại kem kim chi hay không chứ gì. Ủa, kế thừa đại thúc, con của anh cũng giống như con của tôi vậy. Nè nè, cậu đó của tôi đó, cô đừng có phá nó. Nói gì thì nói, cô muốn ăn cái gì đây? Trời ơi, tôi chọn được nhiều lắm rồi. Còn anh á, bản thân anh chọn được chưa? Chọn được rồi. Cơm trộn bibimbap kim chi với lại kim chi cuộn với lại có mì udon kim chi nữa. Tại sao chúng ta lại ăn toàn món Hàn vậy? Nếu là như vậy á, chúng ta tới phố Hàn Quốc ăn cũng được vậy. Cần gì tới khu ẩm thực này ăn chứ. Anh không cần chiều theo tôi. Trời, món ăn ngon quá. Anh ăn đi, ăn đi. Món đùi heo nướng của Đức, nguyên một cái, bì lúa mạch của Đức luôn. Anh ăn những món mà đại thúc muốn ăn đi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Mời số 132 tới quầy nhận thức ăn. Tới rồi. Chà, được rồi, chén này của cô, chén này của tôi. Ủa, uống canh trước sao? Không phải, là ăn trước thôi. Ờ, nhưng mà tại sao lạnh vậy? Có phải là canh lạnh phổ tai Hàn Quốc không? Không phải, là chè đậu xanh phổ tai, đúng là lạnh. Sao anh mua tráng miệng trước vậy? Đâu có, món tàu hũ hầm và món đùi heo nướng của tôi mua một lượt. Nhưng không hiểu tại sao chè đậu xanh phổ tai lại có trước. Anh mua mặn và ngọt một lượt sao? Vậy sẽ nhanh hơn. Ý, có phải là bạn thân của anh không? Trời, sao cô biết hay vậy? Cô có nhìn thấy không đó? Trời, điên khùng à.
Tại sao khi anh và anh làm lành á, điện thoại của anh mới reo lại thôi? Trước đó có ai tìm anh đâu. Anh mau nghe đi, nếu không lại mất bản thân cho coi. Ờ sao hả bản thân? Ờ cũng được. Lên. Được, lát nữa gặp. Bản thân của anh mời anh ăn cơm hả? Anh đi mau đi, nếu không lại giận nữa. Hãy giận lại giận 3 năm. Nè, anh lấy luôn thức ăn tới giùm tôi được rồi. Tôi tự ăn một mình được rồi mà. Anh đi đi. Điên khùng, ăn với cô trước cái đã, sau đó mới ăn với bạn thân của tôi. Cô nghe đi, sắp vé dày lắm. Tôi gọi mấy món này chúng ta cùng nhau ăn. Nè, sau khi ăn xong với cô, tôi sẽ giả làm đạo sinh đưa cô về nhà, sau đó mới tới nhà bạn thân của tôi. Mời số 138 tới quầy nhận thức ăn, cảm ơn. Cũng gần được lấy rồi đó. Đậu hũ hầm hay là đùi heo nướng? Là bánh cuốn nhân xoài. Hả? Anh gọi bao nhiêu món vậy? Nhiều lắm, nhiều tới nỗi không nhớ nữa. Còn có sườn heo thanh long nè. Sườn heo thanh long cái gì chứ? Với lại xíu mại sầu riêng. Xíu mại sầu riêng nữa hả? Phải, lạ lắm ha. Đồ sát vô chút đi. Không thể sát hơn nữa đâu. Bộ dính nhau xong đại ca. Đi. Nè Dư Thừa Lạc à, con có lấy dép cho bà nuôi con thai không vậy? Thay ra dễ chịu hơn. Bà mới mua đó. Thì mang rồi. Con có lấy quần trong nhà cho bà nuôi thai không? Thay ra dễ chịu hơn. Bà mới mua đó. Cũng thai luôn rồi nè, ba. Nè Dư Thừa Lạc, sao đầu của cô lớn hơn đầu của bà nuôi con nhiều vậy? Làm cho mặt của cô mập quá đi. Con coi lại giùm anh cô em đi. Hai người cho đúng lên. Là phiền thiệt đó. Con đang nhập 10 kiếp rồi, cũng chỉ có một chữ thôi. Cô để con đánh hết luôn có được không? Nè đưa đây, con chụp cho cô cũng vậy thôi. Chụp cái đầu của con, tự chụp mới mùi mẫn chứ. Choàng vai em luôn đi như lắm. Trời, Dư Thừa Lạc, con không biết cô đẹp của con muốn cái gì nữa. Con đòi choàng qua vai nữa chứ. Mọi người á, đúng là phiền phức thiệt mà. Đừng phiền con đánh chữ nữa được không? Muốn choàng thì choàng thôi được rồi, thôi được, được rồi. Nè Dư Thừa Lạc à, canh chưa được. Còn hỏi bà nuôi muốn uống cái gì, lấy cho bà nuôi uống đi. À, Dư Thừa Lạc, bà uống phổ nhĩ, đậm một chút. Đầy bụng, chịu hết nổi rồi, đại ca. Bà nói với con làm gì chứ? Nè, bà kia nói với con làm gì? Hai người đã làm lành với nhau rồi, có gì thì tự nói đi. Nè ba nuôi à, con cũng muốn nói chuyện với người ta lắm. Dư gia kình này không biết làm gì nữa. Tự nhiên làm lành với người đàn ông 40 tuổi nhanh. Tự nhiên làm mất cô gái 40. Mất rồi, chẳng phải giữ được rồi sao? Nó đã nói với anh mà. Nè nè nè, ăn được rồi qua đây đi. Tôm chẻ đôi xào tỏi nha. Ly phụ nhĩ của mình đâu? Dư Thừa Lạc, đầy bụng quá đại ca. Nè ba, mới có dĩa tôm mà đừng kêu mọi người ăn cơm chứ. Ba để con gửi xong tin nhắn trước được không? Cái gì chứ, tôm này phải ăn lúc nóng, không thể để nguội được đâu. Nè, nồi canh chưa được, đừng uống phổ nhĩ, để dành bụng lát nữa uống canh đi. Xong rồi. Nè, nhiều bong bóng quá, mờ ảo lắm. Đây không phải gọi là mờ ảo, gọi là lãng mạn đó. Sao em gửi tấm hình của anh vậy? Em gửi cho ai vậy? Hả? Còn gửi cho ai nữa chứ, ly cà phê của nó không còn nữa. Mất rồi sao? Chẳng phải giữ được sao? Em nói với anh mà. Còn giữ không có liên lạc. Làm quen ở những chỗ đó làm sao giữ được chứ. Quen ở những chỗ đó thì là gì chứ? Cái này gọi là hẹn hò nhanh. Uống ly cà phê coi có hợp ý hay không. Nè, loại của anh tốt lắm hả? Vô toilet ầm một cái thì tốt sao? Loại của anh lâu dài hả? Loại của anh giữ được hả? Bộ dài lắm sao? Còn nữa không? Hey, mọi người phiền quá đi. Để con gửi xong tin nhắn trước cái đã. Nè thôi đi, ta đi pha ly cà phê trước cái đã. Em giữ được rồi nè. Cam Ngôn Trọng, ảnh vừa nhìn thấy tấm hình lập tức hỏi em anh là ai. Ai vậy? Ai vậy? Ảnh cũng rất căng thẳng, hẹn em ngày mai đi uống cà phê là nữa. Ai vậy? À, ba nuôi, thì ra lúc nãy cô đẹp muốn lợi dụng ba thôi. Không phải chứ. Trong lúc mù mờ, cần những cú sốc ngoại lai này lắm. Sao hả? Anh cũng muốn hả? Nè, chụp tấm hình tự sướng với anh, gửi đi chọc tức cô gái 40 đó của anh đi. Đó không cần đâu. Nè, giữ sôi nổi trong tay, dùng một cái sẽ biến thành tro ngay đó. Chỉ khi giữ trong lòng mình mới có thể mãi mãi bền lâu. Có những thứ không cần đi tìm khắp nơi, cũng không cần chụp hình dính chặt như vậy. Phải từ từ dung đắp. Nè, cũng như nồi canh của tao vậy. Hầm một thời gian có mùi vị, hầm một thời gian mới có đủ độ lửa, hầm một thời gian mới có... Mới có tình cảm, rất muốn uống, uống rất ngon, nhất định uống. Chỉ có bà nội của con mới hiểu thôi. Nè, nồi canh chưa được đó. Tao muốn uống trà phổ nhĩ, bao tử của tao chịu hết nổi rồi, đầy lắm rồi. Đầy lắm rồi hả? Con cũng rất muốn gửi cho xong tin nhắn trước cái đã. Hả? Em cũng rất muốn uống ly cà phê ngày mai. Nè, vậy canh tôi nấu á, có ai muốn uống hay không vậy? Mày lao cái gì vậy? 3 năm qua mày không hề lao hay sao? Mày nhìn bảng hiệu đi, đến nỗi vừa cũ vừa nát nè. Tao không phải lao bảng hiệu đâu, tao lao cái lọ trong kia thôi. Lao hoài cũng vẫn cũ như mày vậy. Mày làm gì lo lắng vậy chứ? Bảng hiệu này là của tao mà. Bảng hiệu này của mày, nhưng cái tên là của tao.
Hơ, suốt 3 năm qua mày tưởng đâu tao không nhìn thấy gì sao? Mày hoàn toàn không có cảm giác, không có cảm quan sao? Mày xịt vài cái trước đi. Cái này không phải gọi là nát đâu. Cái này gọi là dấu ấn của thời gian đó. Bản hiệu này cũ nát cách mấy cũng treo ở đây, không méo không sẹo, không rớt xuống lần nào, bao nhiêu sóng gió vẫn đứng yên ở đó thôi. Xả đi. Hơ, thật ra lúc trước rõ ràng mày bán ban ngày, sao lại bán tới bán lui, biến thành khu ăn uống nửa đêm vậy? Hai, buổi tối ở một mình á khó chịu lắm đó. Tự mó nãy nãy. Tự mó nãy nãy? Thôi thì mày đừng để tên là mì tố dì mưu nữa, tên là tự mó nãy nãy là được rồi. Nói gì thì nói, mày tự mó nãy nãy lâu lắm rồi mà. Từ khi Ngô Sánh Liên của mày bỏ đi, mày không có được giấc ngủ nào ngon. Có điều như vậy, lúc trước mày không thể ngủ được, cũng có người trò chuyện với mày, uống bia cùng với mày. Thì bởi mới nói, không lẽ tao tự nấu lẩu với mình sao? Tự rót bia cho mình sao? Tự rót bia cho mình suốt đêm sao? Tự tâm sự với mình sao? Ban đêm không ra bán, có cái gì làm đâu chứ. Cả đêm dài đằng đẵng, khó chịu đựng lắm. Nè, lao đi, khỏi cần làm sao? Thật ra tao muốn lao lâu lắm rồi. Lao trễ 3 năm luôn rồi. Mày có cần làm vậy không chứ? Mày uống nửa chén canh, ăn miếng xá xíu, nửa con tôm thôi. Có cần như vậy hoài không? Lúc nãy tới khu ẩm thực, tao ăn món kim chi toàn tiệc. Người đó nói với tao là thích ăn kim chi mà, cho nên gọi cả bàn toàn là kim chi. Nhưng mà cuối cùng không ăn một miếng nào hết, tất cả đều do tao ăn hết. Nhưng cổ lại chấm món giò heo nướng của nước Đức. Ồ, cùng chia sẻ ăn với cổ, ăn đến mùi mẫn như vậy sao chứ? Nè khoan đã, mày đâu có ăn kim chi? Lúc trước không ăn. Mày không ăn phút cao mà. Lúc trước không ăn. Phút cao đó ngon lắm. Có gì ngon chứ? Ngon là ngon ở chỗ tự nhiên vô cùng. Tức là mày thích ăn kim chi một cách rất tự nhiên, nên mày cũng thích ăn phút co một cách rất là tự nhiên. Rất tự nhiên thôi. Phải, rất tự nhiên. Đâm đầu một cách rất tự nhiên, rồi yêu cổ một cách cũng rất tự nhiên. Yêu cổ à? Ừ. Yêu cổ sao? Phút cao của mày á là tình yêu thú cưng hay sao chứ? Cái gì chứ? Lông chó. Toàn thân của mày là lông chó đó, toàn là mùi chó. Tao nhìn mày cả ngày rồi, ngửi mày cả ngày rồi. Tao muốn hỏi mày lâu lắm rồi. Nè, mày sợ chó lắm mà. Phải. Nhưng mà... Nhưng mà mày yêu cổ. Cái gì chứ? Cái gì chứ? Mày thì không ưa chó chút nào, cổ thì thương chó vô cùng. Bây giờ bên mày toàn lông chó, dính đầy mùi chó, tức là chứng tỏ mày rất thương cổ đó. Kế đó, rất thương con chó của cổ. Nè, đủ rồi đó. Dư Gia Kình, tao chính thức nói cho mày biết, mày để tao lao xong cái bản hiệu này cái đã. Khoan đã, tại sao tao leo xuống vậy? Nè, sao mày không xả giùm tao? Tại mày tự xả thôi, mày tự mình xuống thôi. Có phải muốn tới chỗ push cao từ một người và một chó hay không? Cổ không thể ngủ với nó mà. Cổ làm sao mà ngủ được chứ? Thiệt vậy tình. Thì dễ thôi. Mày á, để lại khăn lông chúc chàng buổi sáng, sau đó đi nói với người ta là chúc chàng ngủ ngon, dỗ người ta ngủ đi. Khoan đã, đã cầm trong tay tại sao phải bỏ xuống? Không bỏ, lau cái đã. Nè, cảm ơn. Tao không tin không thể lau sạch mày. Đạo sinh, ta không ngủ được. Có phải ngươi cũng không ngủ được không? Chết rồi, hôm nay mới đêm đầu tiên thôi, còn 3 đêm nữa. Tính sao đi? Tính sao đi? Làm gì bây giờ? Tin nhắn. Kế thừa đại thúc gửi một tin nhắn ghi âm. Phát. Quang hô, có việc làm. Chú ít bốn mắt, cô có rảnh không? Cô không rảnh thì... Tôi đang rảnh. Anh tắt rồi. Sao không đầu không đuôi vậy? Có phải không? Có thang rồi kìa. Ghi âm trước kìa đã. Chú ít bốn mắt hả? À, khoan nói đã. Đếm hai vậy kìa đã. Một, hai. Được, có thể nói chuyện rồi. Chú ít bốn mắt hả? Phải, khúc đuôi lúc nãy tôi muốn nói với cô. Nếu lỡ như tối nay cô thật sự không ngủ được, cô gọi điện cho tôi cũng được, ghi âm cho tôi cũng được. Chúng ta kiếm việc gì đó làm đi. Chúng ta ra ngoài ăn uống cũng được, kiếm chỗ ngồi cũng được. Vậy thì cô khỏi phải suy nghĩ bản thân không thể ngủ được nữa. Vậy thì cô sẽ từ từ tự động ngủ được thôi.
Đi con có được không? Chắc phải vậy chứ. Có thang cũng không vô, không để thang máy chạy. Tôi thật sự hoàn toàn không hiểu cậu muốn gì. Ra ngoài kiếm việc làm, được. Ăn uống, không được. Tôi ăn không nổi nữa, đầy bụng rồi. Anh coi, lại ở nữa. Nhưng mà anh không đầy bụng hả? Anh không ở hả? Chấp nhận. Alo. Có. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Mất lịch sự quá. Nhưng bây giờ không sợ nữa. Tôi xin bác mau lấy chút phổ nhĩ trần niên. Bác nói đậm lắm. Sau khi uống vài ly chắc không còn ở nữa. Sao hả? Có hứng thú uống một ly hay không? Phổ nhĩ siêu đậm. Phải đó, uống vào đúng là không ở nữa. Còn không cần ngủ nữa. Nhưng mà bây giờ cho dù tôi không uống, tôi cũng không thể ngủ được. Tôi mất ngủ rồi. Này khoan đã. Bây giờ cô đang ở đâu? Thì đang nằm ở trên giường cô nè. Cô nằm trên giường làm gì? Nằm trên giường đương nhiên là để ngủ rồi. Cô à, cô lên giường sớm quá làm gì chứ? Bây giờ mới 11 giờ thôi mà. Bây giờ mới 11 giờ thôi sao? Bình thường chưa tới 2-3 giờ cô cũng không ngủ. Cô lên giường sớm quá đương nhiên không thể ngủ được rồi. Bình thường đạo sinh ở đây có nhiều chuyện làm lắm. Làm một hồi cũng làm tới 2-3 giờ. Nhưng bây giờ nó không có ở đây. Làm tới làm lui cũng chỉ mới 11 giờ. Tối nay tính sao đi? Ba đêm này tính sao đi? Còn 3 đêm nữa nó mới trở về. Cái thưa đại thúc à, sao hôm nay lại như vậy chứ? 9 giờ tôi nhìn thấy thiên thần, 6 giờ thì thiên thần bỏ đi, 8 giờ thiên thần lại quay về, nhưng 11 giờ thiên thần lại bỏ đi. Tôi không ngủ được. Cô à, thiên thần đó chưa bỏ đi bao giờ. Thiên thần đã tới thì không thể bỏ đi nữa. Cũng giống như mẫu quảng cáo yêu thì không gì không thể ba vậy. Quỳnh Hạo Nhiên lúc nào cũng ở bên cạnh Quỳnh Thúy Như mà. Tóm lại đúng 6 giờ, thiên thần sẽ nói cho cô biết đạo sinh cần phải kiểm tra tổng quát, không thể ráng sức nữa. Cũng như con người vậy. Tức là nếu chúng ta không quỵ xuống, chúng ta cũng không làm kiểm tra tổng quát. Cũng như tôi nè. Nếu không tại vì bao tử của tôi đau đến phát điên, tôi cũng không thèm đi khám bệnh. Kế thừa đại thúc ạ. Tôi thích câu nói đó của anh. Quỳnh Hạo Nhiên á, lúc nào cũng ở bên cạnh Quỳnh Thúy Như. Thiên thần tới rồi á, thì lại không bỏ đi. Thiên thần của tôi quay lại rồi. Mí mắt của tôi bắt đầu nặng rồi. Tôi bắt đầu gục rồi. Buồn ngủ quá. À, chết rồi. Tôi quên đi tắm rồi. Không cần tắm gì hết, cũng không cần nói gì hết. Ngủ đi. Vậy còn anh đang ở, làm sao mà ngủ? Được rồi, tôi có phổ nhĩ mà, uống vào sẽ không ở nữa. Uống phổ nhĩ làm sao mà ngủ được chứ? Tóm lại cô cứ mặc kệ tôi, sáng mai cô phải đi làm nữa, cô ngủ sớm đi. Nè, sáng mai tôi sẽ giả làm đạo sinh, qua đón cô đi làm được không? Hết rồi, pha đi khác. Không ngủ được thì không ngủ được. Ngày mai có cần phải đi làm đâu. Nè, bây giờ tôi sẽ cùng cô đón xe buýt đi làm. Lát nữa sau khi đón cô tăng sở, chúng ta đi đón luôn đạo sinh mới về nhà. Ngày mai đạo sinh sẽ có thể cùng cô đi làm rồi. Đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi, 3 ngày trôi qua rất là nhanh. 3 ngày rồi, còn ở nữa sao? Tất cả cũng tại tôi. Gọi nhiều kim chi như vậy để làm gì? Thích ăn cũng đâu cần gọi như vậy chứ. Làm anh bị ở. Tôi bị ở không có liên quan tới kim chi đó đâu. Cũng tại phổ nhĩ đó, vừa tan mở lại hại bao tử. Tôi cứ ở như vậy, tôi cảm thấy kinh tởm lắm, lại xấu hổ nữa. Đâu có kinh tởm. Anh có biết bình thường đạo sinh thở có tiếng gì không? Cũng may mắn hôm nay anh cứ ở vậy thôi. Nếu không thiệt tình tôi không nghe được tiếng gì hết. Xin lỗi, xin lỗi.
若有一天公开美梦将淡定爱，我怕会让你太意外，我的爱只愿速度最少仿佛不存在。 Thẻ bác đang dự phòng cho anh mượn đỡ đó. Sau này anh nổi tiếng, nhớ ơn mượn thẻ này nghe chưa? Cô à, được chưa? Xin lỗi. À, cảm ơn. Không cần tới dịch nhỏ nữa. Chương trình ở buổi triển lãm đã quỷ rồi. Không phải chương trình đó bị quỷ, mà là tôi bị người ta quỷ rồi. Quỷ tôi rồi đúng không? Ừ. Đột nhiên tối nay Hạo Nhiên về đây kịp lúc, cho nên không cần tôi thế nữa. 10 kim tứ quyện cũng không bằng một Quỳnh Hạo Nhiên chứ gì. Nếu không tại sao siêu sao bận tới phát điên thì làm sao tới lượt tôi? Triển lãm mà. Tưởng đâu hôm nay giáo nào cũng có chuyện để làm. Có phải mấy ngày tới cũng không có gì làm không? Có phải ngay cả Nguyên Lãng cũng không đi được không? Ừ. Có phải trạm tiếp theo xuống xe không? Tại đây đi bộ về Rimbabwe cũng gần lắm. Về làm gì chứ? Tôi bỏ ra 90 đô cũng có chỗ đi ngồi mà. Về tới đó ngay cả chỗ đứng cũng không có nữa. Anh cứ nghe nhạc trước đi. Tới trạm cuối tôi sẽ kêu anh xuống xe. Lát nữa quay về lại tốn 10 đô của cô. Tức là hôm nay không có làm gì hết, cũng tốn 2 lần tiền của cô. Nhưng mà tôi sẽ ghi nhớ Nana. Giờ mấy rồi? Chú ít bún mắt. 5 giờ cô tan sở. Nè, tức là chưa đầy 2 tiếng nữa cô sẽ được gặp lại bản thân của cô, tiếp tục cố gắng. À, quên nói cô nghe, tôi đã có mặt dưới công ty của cô rồi. Sớm vậy? Bác. Nhưng cô không cần phải lo cho tôi. Tôi định ra ngoài sớm hơn sẽ chắc ăn hơn thôi. Nè, lát nữa cô tan sở, chúng ta lập tức đi đón bản thân của cô vậy. Nhưng mà không có gì, tôi càng nói càng dài dòng, không phiền cô làm việc nữa, vậy đi. Bye bye. Kế thừa đại thúc của cô muốn gì chứ? Tốt quá đi. 5 giờ mới tan sở, 3 giờ mấy đã đứng dưới nhà đợi cô rồi. Bây giờ cũng còn người tốt như vậy hả? Chịu đợi như vậy sao? Cô về rồi sao hả Na? Ghi âm đầy hết rồi, không ghi được gì hết. Đâu có. Hôm nay anh gửi cho tôi rất nhiều, tôi đều nhận được mà. Không phải cái của cô, là cái của tôi nè. Ai chết rồi, thẻ nhớ điện thoại cũng đầy luôn. Nhạc mẫu của công ty, đĩa hát cũng không nhận được. Muốn ghi âm cũng không ghi được. Cô xóa bớt là được rồi. Không được đâu. Ghi âm từ 001 tới 028, tất cả đều không thể xóa được. 001 tới 028? Cái gì vậy? Quan trọng lắm hay sao? Quan trọng vô cùng. 001 là nhạc pop, không thể xóa vậy được. Vậy thì cũng chỉ có một bản nhạc pop không thể xóa được thôi. Vậy cô xóa 002 tới 028 đi. Xóa hết đi thì sẽ có chỗ liền. Không được, 28 bản đều là nhạc pop, 28 bản cũng không thể xóa. Có phải cô đang nói nhạc pop của Trần Dịch Tấn hay không? Cô mê Trần Dịch Tấn sao? Tức là những bản mà cô ghi âm là những bản ảnh hát live. Nhưng mà nhạc pop cũng có đến 28 phiên bản nhiều như vậy hay sao? Phải đó, có nhiều phiên bản lắm. Bài nào cũng là nhạc pop, nhưng mà lần nào cũng có phiên bản khác nhau. Mỗi lần khi ảnh hát, tâm trạng cũng khác hẳn luôn. Mỗi lần khi tôi ghi âm, tâm trạng cũng khác hẳn. Với lại mỗi lần khi tôi nghe lại, tâm trạng cũng rất khác. Tóm lại, lần đầu tiên nghe ảnh hát, lần đầu tiên ghi lại, thích nhất là nhạc pop. Tất cả đều không muốn xóa bỏ. Vậy thì 001 á, từ đâu ra vậy? Toilet. 3 năm trước. Hôm
Một người thôi, cô đi theo đạo sinh, kế thừa đại thúc của cô đứng sau lưng đi theo cô thôi. Anh đâu có đứng sau tôi. Nhiều khi anh già làm đạo sinh đứng bên trái của tôi, nhiều khi giả làm cây gậy đứng bên phải của tôi. Nhưng mà bây giờ đang ở dưới. Biết ảnh đứng ở dưới nhà đợi cô rồi. Nè, bây giờ là mấy giờ rồi? 4:15. Còn chưa đầy một tiếng, ảnh sẽ đứng bên phải của tôi. Bởi vậy mới nói, ảnh cũng mãi mãi đứng bên cạnh cô thôi, cũng vậy mà. Khác nhau chứ, không có giống đâu. Chúng tôi người này ủng hộ người kia, cùng cố gắng. Còn Kim Hà Na và 001 là người này theo người kia, cùng đi theo. Xong chuyện rồi, vậy thì cô cứ tiếp tục. Đừng nhận bản thân là thím kế thừa nữa. Trời ơi, thím hai đó, làm sao mà nhận. Tầng mấy, tầng mấy? Mới vô thang máy thôi cô ạ. Nhưng có thể bạn cháu dễ thương còn nôn nóng hơn là cô nữa. Không chừng nhảy xuống giường chờ sẵn cô rồi đó. Đương nhiên rồi, xuất viện mà, về nhà mà. Lát nữa ba tên lại cùng nhau đi thang máy mà. Tới rồi, đi thôi đi thôi. Chúng ta tới rồi. Tống Thiên Tông. Winston, huấn luyện viên chó dẫn đường Winston. Xin chào. Chú thưa đại thúc, đạo sinh cũng là nhờ anh huấn luyện đó. Anh đưa chó tới khám bệnh hay sao? Tôi tới thăm đạo sinh thôi. Đạo sinh? Bác sĩ Trương gọi điện cho tôi, nói đã có kết quả của đạo sinh rồi, muốn nói chuyện với tôi. Đạo sinh bị sao vậy? Thoái hóa khớp hông, không thể làm.